Hello, how are you today? I'm fine, thank you. Yeah, I'm fine, but there is a problem here. There are many mistakes in your reading homework, okay? Many mistakes. Thế thì ở đây, bây giờ nhá, đầu tiên mình sẽ chữa bài tập thì hôm nay cô muốn làm cái việc này. Đó là bài phần reading ý, thì con làm đúng 4 trên 5. Thì thôi cái phần đấy không cần mình cũng không nói đến nữa, nhưng mà cho câu hỏi là phần listening chứ. Listening con nghe bao nhiêu lần? Mình có nghe 4 lần. Ừ. Nói chung là cứ nghe nhiều không sao nhá, nghe càng nhiều càng tốt, miễn làm đúng là được. Reading thì đang bị sai đến một nửa hoặc thậm chí là có thể hơn một nửa. Vì thế hôm nay cô sẽ làm việc như này là cô sẽ cung cấp cho bạn những cái từ mới mà có thể bạn chưa biết. Sau đó bài đấy về nhà con làm lại một lần nữa nhá. Winter driving, ý bài này là nói về cái việc đi xe trong gì nhỉ? Trong mùa đông. Yes. Nào, accidents là gì đây? Tai nạn. Yeah, fog là gì nhỉ? Con đã biết từ này chưa? Sương mù. Sương mù, đúng rồi. Over the top of the hill này. Eyes might be. Cái từ này nghĩa là gì? Beneath. Con chết. Từ này chính là phía dưới nhá. Nghĩa ý câu này là như nào? Đá sẽ có thể như nào? Hiding, hide, hide. Nó có thể kiểu Ảnh ẩn đúng không? Giấu ý, chữ giấu đây mình cái gì là ẩn đúng không? Ẩn mình ở phía dưới cái lớp tuyết đang gì? Melting là đang gì? À thế phải ghi cho cô từ melt nhá, nghĩa là tan chảy. Tan hoặc chảy được chưa? Ví dụ như bạn đun sô cô la thì nó cũng sẽ gì? Melt chẳng hạn, chứ không phải là chỉ cứ tan, chảy này không phải là chỉ dùng cho tuyết đâu nhá. Mà kể cả nói chung là bạn đun nấu cái gì mà làm cho nó đang từ dạng cứng ấy chuyển về dạng lỏng, được chưa? Dạng rắn chuyển về dạng lỏng thì bạn đều dùng từ melt này được, tan chảy. Waiting to send you off the road là kiểu như nó chờ đợi để kiểu làm cho bạn bị gì chật bánh ấy, kiểu như vậy, hoặc làm cho bạn không thể đi được ở trên đường ấy. Coming towards, các bạn đã biết từ towards này chưa? Nghĩa là về phía ý câu này nghĩa là như nào? The car coming towards you sẽ là cái xe nó tiến về phía bạn, được chưa? Về phía là như vậy. Tiến về phía bạn. Slide là như nào đây? Là bị trượt. Trượt, đúng rồi. Smoothly. Từ đấy là gì Con nhỉ? chưa biết tiền. Từ này có như là nó không, không gọi là trôi chảy hay là gọi là gì nhỉ? Lái xe một cách gì nhỉ? Con thực Mình tiễn. một cách trôi chảy hay một cách dễ dàng hay một cách êm ả nhá, được chưa? Ở trong trường hợp này một cách trôi chảy đấy, hoặc là một cách êm ả hay là dễ dàng ấy, được chưa? Nói chung là bạn có thể hiểu như thế, nghĩa là giả lái xe một cách rất là ngon ngon ấy, kiểu ngon ơ. The wheel là cái gì đấy? Cái wheel là cái gì? Bài xe Touch the brakes. Biết từ brakes chưa? câu chuyện Cái từ này nhá, mình học ở CAT rồi nên bây giờ bạn phải học thuộc cho cô từ này nhá. Trong chương trình CAT PET hay có từ brake lắm. Kể cả sau này chương trình IELTS. Nghĩa là cái phanh xe nhá. Brake là cái phanh. Speed là tăng cái tốc gì? Tốc độ, đúng không? tăng độ. Yeah. Câu này như là spill, nghĩa là làm gì đây nhỉ? Làm tràn hay làm đổ ra, được chưa? Nghĩa là bây giờ bạn phải hãy tưởng tượng là khi bạn lái xe ô tô ấy, bạn phải tưởng tượng là như bạn đang có một cái gì nhỉ? Cái cốc cà phê nóng đang ngồi
đang đặt ở trước cạnh mình và mình phải lái làm sao để cái cốc cà phê nó không bị gì, không bị đổ. Được chưa? Nghĩa là làm lái thật là trơn tru. Đấy. À đây. Thêm chữ trơn tru vào nữa. Giờ mình nhớ ra từ này. Được chưa? Braking chính là brake, chính là gì đây? Phanh lại nhá. Được chưa? Đấy. Avoid nghĩa là gì? Gặp phải. Không, avoid cơ. Từ avoid này con à, hôm tránh trước khỏi. Tránh, đúng rồi, sau avoid cộng với gì con nhớ không? Danh từ, hoặc đây là danh từ đúng không? Thế thường đã cộng với đối với danh từ sẽ cộng với được gì? Tính từ. Ừ. Ai lại đi cộng với được tính từ bao giờ? Đã cộng được với danh từ nhá thì sẽ cộng với đối với verb in, nhớ chưa? Verb in và danh từ là được sử dụng gọi tương tự nhau, bạn hiểu chưa? Đấy. Cô phải dạy cái từ avoid này tại sao sau này đi thi đảm bảo có avoid cộng verb in hoặc danh từ. Bạn cứ nhớ là verb in là được sử dụng tương tự như danh từ. Nghĩa là khi mà bạn muốn chuyển một động từ sang làm chủ ngữ hay là một danh từ thì bạn sẽ thêm in vào cho nó, được chưa? Đấy. Như kiểu reading books is very interesting thì khi đó reading books nó là một danh từ đấy, chính là biến thành chủ ngữ đúng không? Đấy, khi bạn muốn biến động từ nhớ thành danh từ thì bạn sẽ thêm in vào, chưa? Đây, bây giờ bạn đã biết từ này cô đã cho ở trong cái gì nhỉ? Cái homework ấy, thì cô đã đọc những cái này chưa? Nghĩa là những cái từ này là những từ này nhá, là những từ nó sẽ hỗ trợ cho mình, thấy chưa? Nghĩa là bạn sẽ có những từ đấy để nó hỗ trợ cho bạn trong việc làm bài tập. Nào bây giờ nhá, description là sự mô tả, chính là danh từ của describe nhá, ghi luôn vào nhá, ghi rõ rồi. À biết rồi chứ gì, chắc là chơi game nhiều có description của game mà. Tiếp này xem có gì nữa. Pray là gì đây? Bạn đi đến chùa xong bạn sẽ pray là bạn sẽ gì đấy? Cầu nguyện. Tất nhiên là phải là động từ bỏ ed đi nhá, bởi vì là có cái ed ở đây là quá khứ, được chưa? Tiếp này, conversation là một cuộc hội thoại, một cuộc nói chuyện. Discussion là một cái cuộc bàn luận, thảo luận, được chưa? Talk cũng thế là một cuộc nói chuyện, còn quarrel là một cuộc tranh cãi, ghi vào cho cô. Cuộc tranh cãi nhá, thế thì sẽ là như này. Sẽ là cuộc tranh cãi có thể là đi với about hoặc là over something, nghĩa là tranh cãi về cái gì nhá, được chưa? Tranh cãi về cái gì. Còn tranh cãi với ai thì mình sẽ là quarrel. Đúng rồi, with, được chưa? Đấy. Còn từ nào không biết không? Battle quá biết rồi, được chưa? Amount là gì? Số lượng, nhưng amount chỉ dùng đối với danh từ gì thôi? Danh từ số ít. Không phải số ít. Phải gọi là danh từ không đếm được. Amount nhá, nhớ nhá. Chứ còn danh từ đã gọi là số lượng rồi mà còn dùng với cả danh số ít làm gì? Chỉ có hai loại là gì? Số nhiều hoặc là không đếm được thôi, được chưa? Đấy, amount nhá, dùng với cả danh từ không đếm được này. Review bạn đã biết rồi này. Remind là gì? Từ này cũng nghĩ là bạn biết. Là nhắc nhở, được chưa? Hoặc là gợi nhớ, được chưa? Remind. Và nhớ nhá, remind đi về giới từ gì? Ờ...
Con nhớ là about. Không phải sai rồi. Vậy là remind nhá. Somebody of something. Được chưa? Nhắc nhở ai hoặc gợi cho ai nhớ về cái gì. Được chưa? Nhớ cho cô remind đi về of nhá. Về nhà bạn đọc kỹ lại đi, sao bạn bạn phân biệt cho cô các cái từ này xem ra nhá. Đấy. Nhắc nhở gợi nhớ là khác với cả nhớ ra, bạn hiểu chưa? Nhắc nhở gợi nhớ. Gợi nhớ nhưng mà chưa chắc đã là nhớ ra cái gì, hiểu chưa? Còn nhớ ra một cái vấn đề gì khác. Còn ví dụ như nào nhá, remind là như nào? Ví dụ cái bản nhạc này khiến cho tôi gợi cho tôi nhớ đến nước Pháp. Bạn hiểu chưa? Gợi bạn nhớ đến một cái gì trong quá khứ, bạn liên tưởng đến ý. Còn remember sẽ là gì? Tôi nhớ là tôi phải khóa cửa chẳng hạn. Đấy, nó không phải là một cái vấn đề trong quá khứ, xong gợi nhớ. Ví dụ bạn có một cái memory, bạn có một cái gọi là gì nhỉ? Cái ký ức trong quá khứ. Đấy, sau đó một bạn nhìn thấy một cái vật gì đó và nó gợi cho bạn nhớ đến cái ký ức đấy, thì lúc đấy bạn dùng từ remind chẳng hạn. Được chưa? Đấy. Còn remember là bạn nhớ phải làm một cái việc gì đó. Fault. Cái từ này nghĩa là gì? Fault. Là lỗi lầm. Lỗi sai, lỗi lầm rồi. Về nhà nhé, cố gắng làm lại cho cô bài này. Được chưa? Làm cả hai bài luôn, cả hai bài reading làm lại. Được chưa? Đấy. Ok. Bây giờ mình sẽ làm cái phần speaking as usual. Ok, speaking. Yeah. Discussion. Yeah. So, did you think of the worst movie you have seen? Do you think of that? The worst movie. I told you that you have to think of the worst movie you have seen. Do you do that? Do you have no idea? Yes or no? I don't remember about. Okay. Always think of that, you know, because movies are a big topic. It's a very important topic when it comes to speaking test, okay? When it comes to speaking test, we talk a lot about movies, so you have to think of the best movie. You try to describe the best movie in your opinion, okay? And then you think of the worst movie, and you also have to describe and you explain why you think that it is the worst. Okay, think of that. And next time I will ask you again. I will not let you escape from this. Now today we are going to talk about comic book. Yeah. Okay. Now, are you ready? Yeah. Yeah. Now, do you like reading comics? Yes, I do, and I often reading comics. No. Twice over. I often read. I read. Yeah. I often read comics twice a week. Twice a week. Twice a week. Twice a week. Yeah, good. And at what age, okay, do you start reading comics? At what age? I remember I started reading comics is when I was 6 years old. Ah yes, do you remember the first comics that you read? The first comic that I read is Doraemon. Was Doraemon. Yes. I remember that I also started reading comics when I was 5 years old, and my first comic series was Queen of Egypt. Do you know Queen of Egypt? I don't know. Yeah, you don't know this? Do you know this comic series? I don't know this comic. Yeah.
because you are a boy, this is you know, this is a childhood comic series of my generation. Yeah, my generation. And it is super, super popular among girls. Yeah, I think boys don't like it. Boys don't like it very much, but girls, they love it. Yeah, and I spend all of my pocket money, do you know pocket money? Yeah, I spent all of my pocket money on this. And now, what type of comics do you usually read? What type? Type of my comic I usually read is thriller. 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 Now, yeah. Thriller. Okay. Thriller. Yes. Oh, really? Can you tell me a thriller comic? Oops. Like One Punch Man? I don't think the One Punch Man is usual. Is actually a thriller, and actually you usually use the word thriller to describe a movie. I think it is like a fantasy, right? In like a sci-fi adventure. Yeah, like adventure. Yeah, and super super power. Super power. Yeah, right. Yes, and can you tell me about One Punch Man? Like, One Punch Man is about one man have a superpower. Mm. He's very strong. He's very strong. Yeah. He kill all monster with one punch. Ah yes, like you say that he can defeat his enemies only with one punch. Yeah. Yes, can you describe his appearance? Do you remember the word? Bald. Yeah, he is bald. Yeah. And how about the eyes? Tell me about the eyes. I don't know. His eyes are round, okay, and very big. He looks like this, right? Yeah. And can you tell me, like, does he wear a suit, a Superman suit? Does he wear a Superman suit? Yes, the Superman suit is ever yellow. It's yellow. It's yellow. It's just yellow. Like yellow. Yeah. It's okay. Yellow. With an outer. Yeah. It's a. I remember it. Is that a cape? It's a cape. A cape. Cape. Okay. A cape. Yes. Do you? There is a very famous sentence. Not every hero, okay, wears a cape. Yeah. This is a very, you know, common phrase. For example, if you want to talk about a normal person, but he does a heroic action, okay, then you can say that not every hero wears a cape. For example, do you remember the event that a man, a truck driver, okay, he saved the life of a little girl? Yeah, she fell off. Yeah, from the truck, from the building. Yeah, she fell off from the building. Yes, from the 12th story. And so yeah, he's just a truck driver and he is a normal person. So you can say not every hero wears a cape. Yeah, but One Punch Man, he wears a cape. Yeah, I know. Yeah, and can you tell me what is his name? What is his name? His name is Saitama. Yes, and how old is he? I don't know. Really? Yes, and what is his job besides being a hero? What does he do?
I just think he's a superhero. That's all. And he, yes, that all. You know, like I think the most of heroes in Japanese mangas, they are students. They are high school students. Yeah. But this man, maybe he is too old. How old is Saitama? Yeah. Okay. Thank you so much. Now, and how often do you read comics? I often read comics twice a week. Yeah. On which day can you tell? On which day? I read comic on Monday, on Monday and Tuesday. Why? Why do you have specific days? Specific day to read? Tuesday. Yeah. Oh, sorry. Tuesday. Yeah. Tuesday. Yeah. But, I mean, why do you read comics on those days? Why? Because in the afternoon on that day, I don't have to study at school. You don't have to study at school, or you just study in the morning, or I just study in the morning. Ah, yes, and you spend the whole afternoon. Yeah, you can just half afternoon. Half of the afternoon. Okay, yeah. And how many hours do you spend reading comics a day? How many hours? I change about 2 hours. 2 hours, yeah. That is a good amount of time, yeah. And how many comic books can you read in a day? How many? I can, if I feel fun and relax, I will read about 5 or 6 comic books. Yeah, can you read 5 comic books in 2 hours? No. Maybe it's about 3 or 4 hours. Yes. How many comic books can you read in 2 hours? How many can you read in 2 hours? I think 3. Three. Ah, yes. So it's, yeah, you are quite efficient. And do you just, you know, read comic books, or do you do anything besides that while you are reading? Do you eat anything, or do you do any other activity? I don't do anything. I just read. Just focus on reading? Yeah. Yes, very good. And now, what is the biggest quantity, okay, of comic books have you ever read in a day? I don't know the book quantity. Here, like how many books can you... Okay, yeah, the biggest, okay, quantity of comic books have you ever read in a day? Yes, how many? The biggest quantity of comic book I ever... No, don't say read. Ever, you know, ever. I have I read, yeah, have read in a day, in a day, yeah, is is about actually 8 or 7. 7 or 8, yeah. Yeah. I don't think that is not really too much. Not really too much. I remember before I think that I have read 11, yeah, comic books, yeah, a day. And you know, I had to go to school all day. I had to go to school all day, but somehow I still could manage to read 11 comics. I don't know how did I do that. Sometimes I think that I read books in the class, in the class, and we have a trick. I have a trick here. For example, this is a textbook, okay? This is a textbook, yeah? Textbook, then this is a comic book. And you do this, you open the textbook. I already do that. Oh, wow, and you do this, right? Yes. You do that in the class or at home?
Actually in class. Yes. It's just in art or music. Ah, art or music. Yeah. Mm, you are right. Yeah. Mm. I think that in the art class, I don't do that because I love art so much. I really like drawing. Yes. So in the art class, I focus on drawing, but I can't remember which class I did that. Okay. So do you still do that now? Do you still do that trick now? I do that trick. Why? Why not? Because I have to study. Yeah, that is good. You know, never do that again. Okay, never do that again. I think that because we were very young and we all had mistakes, okay, but we can fix that. Yeah, we can fix our mistakes. Now you can stop doing that. Don't do that again. And especially when you learn English, okay, when you learn math or when you learn literature, never ever do that. Okay, never do that. Have to focus. And especially in my class, don't do that. Now, where do you read comics? Where do you read comics? I read comics at home on my phone. Ah, yes, you use phone. That's great. Can you tell me the name of the website that you usually visit? The website? I don't mind the website. Ah, you just don't read. Oh, yeah. That's great. Now, do you buy a lot of comics? Actually, no, I don't buy a lot of comics. How can you get? I can read at the phone. On the phone. Yeah, you can use on your phone. Phone. To, yeah. So do you go to the libraries and borrow comic books there? Yes, I borrow a lot. Yes. One Punch Man 2? How many episodes, you know, episodes or volumes? Yeah. Is One Punch Man? I don't know. Because I think it's about, I'm not sure, but I know the chapter. Chapter? How many chapters does it contain? It's about 130 chapters. Or chapters. Oh yeah, but I mean, so do you only read One Punch Man? Do you read anything else? Oh yes, when I was 7 years old, I read Doraemon. I read. Oh, and only Conan. Only that. Only Doraemon, Conan, and One Punch Man. Nothing else. Yeah. Okay. Yeah. And do your friends like reading comics too? Oh yes, my friend like a lot. Like it a lot. Yeah. And do they read comics in the class too? Yeah, but just some. Just a little. Yeah, and do they do that too? Yes, or they can take a book and under the table. Under the table, oh yeah. But I think that you put the book under the table, under the desk is quite, you know, it's very dangerous because like you look like that. Yeah. You look very skeptical. Yeah, and I think this trick is better. You look like you are very hardworking, right? You look like you are very hardworking. It's better. And do they read One Punch Man too? Oh no, my friend often read One Piece. One Piece, yeah. Anything else? Can you remember? Conan, yeah. So. Have you ever, do you consider reading One Piece 2? Do you think that you will read One Piece 2 in the future? No, I don't like it very much. Why don't you like it? I don't know, but I don't like. You don't like the art or you don't like the plot?
I don't like the story. The story. Have you ever tried reading that? Yes, I read one chapter. I have read one chapter. I have read one chapter. Okay, great. Me too. You know, I borrowed a book of One Piece. I think that it was like 7 years ago or 8 years ago. Yeah, and I couldn't finish one book because I didn't like the story, and I didn't like the art too. I don't think that the art is my type. It's not my type. So I just dropped. Yeah. And do you lend your comics to your friends? Do you have any comic books? Yes, I lend my comic to my friend. Yes. And can you tell me the name of that book? The name of that book is Doraemon and Conan. Yes. And what happened? The book named Conan has disappeared. Just disappeared. Your friend never returned. Your friend never returned the book. Yeah. How do you feel about that? How do you feel? I feel very sad. Yes. But do you meet that friend again? Yes. So why did you not tell him this is a boy, right? Yeah. Why did you not tell him that, give me back my book? Why did you not do that? I never think about that. I think that you were kind of afraid to do so. You think that it was impolite, maybe? You wanted him to do that by his own, right? By himself, yeah. I know that feeling. And now, what are the benefits of reading comics? The benefit of reading comics is help you relax. Helping you to relax. Anything else? You can enhance your imagination. And creativity. Okay, imagination and creativity. Yes, I think that is a good point. Anything else? Can you think of anything? I can think more. I can't think more. Yes, actually, I think that reading comics is quite, it's safe. You know, safe. Thank you. No, it's not, because you know, when you read comics, you only stay at home. You don't go out, right? You don't do any dangerous activities. Yeah, so it's safe because you are at home. And you know, your parents, they can control you. Yes, they can keep an eye on you. They can look at you. And if they think that you are doing something wrong, they can tell you to stop. But when you go out, nobody is there for you. And nobody can keep an eye on you. Nobody can take care of you. And you can do something very stupid. Right? You can, for example, you can fight with a dog, you can be chased by a dog, or you can, I think you can do something stupid, and it's not very safe. Yeah. So I think reading comics is a very safe way to entertain. Yeah. And now, what are the disadvantages of reading too many comics? The disadvantages of reading too many comics is harmful for this act. Yeah, it's not good for your eyes. Anything else? It can be effect to study. Effect on your study. Yeah, you can have bad effect. You can say it can have bad effects on your study. Yeah, you're right. Anything else? Can you think of anything else? More tired? I'm more tired, right? Yes. You're right. Yes. You know, I am very my eyes are very bad. This is a consequence, you know, the consequence.
I don't know. Yeah, this is the consequence of reading too many comics. I remember when I was a child, when I was 12 years old, right? When I was 12 years old, when I was 2 years younger than you now, my parents, they didn't allow me to read comics. They didn't allow me to read comics. So I need to do that here. Like this is a flash, okay? I have to use the flash. And I have to read comics. I had to read comics in the dark. In the dark. And you use a blanket? Yes, sometimes. Sometimes, but sometimes I also, you know, like, yeah. Yes, right. Have you ever done that? I never did. Yes, but I did. Yeah, I did a lot of, you know, stupid things before. And yeah, now I had to wear glasses. Now I have to wear glasses. Yeah. And you know, now if I take off my glasses, I cannot see anything on the screen. Yeah, like cannot read anything. I have to like put my face really close. Yeah, so that I can read. And you know, like with this distance, I see nothing. Cannot see anything without the glasses. So, you know, never read comics. Yeah, never read too many comics if you want to protect your eyes. Yeah, then do you think a person can be addicted to reading comics? Yes, I do. If they read comics too much, they can be addicted. Yes, right. And do you know anyone who is addicted to reading comics? Do you know anyone? Like your friends or anyone? Your cousins? No, I don't know. Ah, you don't know anyone? No, you know one person. You know one person. It's you. Yes, it's me. Yeah, it's me. But, you know, I was just a former addicted. Yeah, many years ago. Now, not anymore. Yes, not anymore. Now I wish that I could be addicted to reading comics. Yeah, but I cannot anymore because now I have to work. I don't have much time to read comics. And can you, okay. I think that is enough for today. Yeah, and if you have any questions for me, you can ask me now if you have any questions. Yeah, do you have any? And do you think of any questions? The last time have you read comic? Yes, the last time I read comic, I think that it's like 2 months ago. You know, I told you about the series Queen of Cookies. I have just told you about that. Yeah, and you know, like it's a very long series. Yeah, and it was published in 1976. So more than 40 years, already, yes. And I think that I have read that series for nearly 20 years, yeah. And sometimes when I am bored, I will reread that series again. Yeah, it's very interesting. So do you have any more questions or not? Any? I think that is a very good question. It's an excellent question. There, it's very difficult to think of questions. Maybe you can ask me about my favorite too. My other favorite comic series is Kuroko no Basket. You know this? I don't know. Yeah, I have a mouse mat. You know, this is the mouse, okay? And you need a mat.
So I have a mouse mat here. This is a character from my favorite comic series. Yeah. Okay. Do you buy products of your favorite comic series? I didn't buy. Yeah. I mean, I think that I have bought quite a lot of things. Yeah. For example, this mouse mat, I bought this like 5 years ago. Or yeah, 5 years ago. Or 6 years, I can remember. Maybe six. Yeah. And I bought like a mug. I bought a mug. Yeah. And I bought car, what else? The car? Sticker? Standees. Standees. Yeah, yeah, standees. Yeah. I think that I can show you the standee. This is called the standee. Yeah, it looks like this, okay? Yeah, it looks like this. Yes. And I bought posters. Yeah. Yes, and a lot of, you know, pictures. Yeah, a lot of photos, pictures. And I myself, I remember that I even, you know, celebrated birthdays from my favorite characters. Yeah, I bought cakes, I bought flowers, I bought many things, yeah, to celebrate, yeah, my favorite character's birthday. So do you think that it's very silly? Yeah, it's quite silly. Yeah, it's quite silly, but it's very fun, you know, sometimes. Sometimes, like, even if it's silly, but if it makes you happy, it makes you feel relaxed, you can do that. Yes. Okay, and now here we have the reading. Oh, no, it's not reading. It's speaking test from the pet book. Here. Yes, now we have to talk about job again. Ở đây có rất là nhiều từ mới đúng không? Thì ở đây người ta có một cái từ này, một số từ mà hay này, street vendor, nghĩa là người bán hàng như nào nhỉ? Người bán hàng rong. Đúng rồi, người bán hàng rong, nếu như mà bạn cần thì bạn có thể ghi vào những từ này nhé. Vì là cái công việc bán hàng rong rất là gì? Phổ biến, rất là popular ở Việt Nam đúng không? Còn đây là cái nghề bạn muốn đây này. Computer programmer, được chưa, là gì? Nhân viên cái gì nhỉ? Chuyên viên lập trình, đúng rồi, lập trình viên. Tour guide này, ví dụ người hướng dẫn này. Entrepreneur là doanh nhân. Thường đây là doanh nhân mới khởi nghiệp ấy. Được chưa? Đấy. Ballet dancer. Astronaut này. Miner là người đào mỏ nhá. Bạn có thể ghi một. À rồi. Tiếp này, real estate agent chính là cái người làm real estate, chính là bất động sản. Ah yes, very good, bất động sản đúng không? Người làm kiểu gọi là có bất động sản. Bellboy là người khuân vác trong gì nhỉ? Trong khách sạn. Đúng rồi. Gas station attendant là người bơm xăng, được chưa? Judge là thẩm gì nhỉ? Thẩm phán. Yes. Lawyer này, cashier này. Cashier thì bạn có thể gọi gì là thu ngân hoặc là đơn giản chỉ là người bán hàng là được. Đây là người gì nhỉ? Kiểu shipper ấy, người gửi, người chuyển. Đấy nhá. Butcher, hôm trước cô dạy butcher là người gì? Người bán thịt. Đúng rồi, pharmacist là dược sĩ, được chưa, bán thuốc ấy. Receptionist là lễ gì nhỉ? Lễ cầu. Lễ tân. Nhân viên lễ tân, ghi vào nhá. Receptionist, nhân viên lễ tân, ghi từ đấy vào. Nhân viên lễ tân thì là một cái người nhân viên, ví dụ như bạn thể đi ra hotel đúng không? Có nhân viên lễ tân, người ta sẽ hỏi bạn, ví dụ như bạn ở phòng bao nhiêu, các thứ ấy. Tiếp này,
Plumber là thợ sửa gì đấy? Thợ sửa ống nước. Ghi vào nhá, plumber. Musician là người chơi nhạc, được chưa? Nghĩa là người... Ừ, nhưng mà nhớ con nhớ cho cô cái từ musician với cả mấy cái từ mà kiểu nhà soạn nhạc là khác nhé. Nhà soạn nhạc là người viết nhạc, còn musician là cái người chơi nhạc cụ, được chưa? Chef, đầu bếp này. Baker là người làm bánh nhá. Artist, họa sĩ. Chưa? Office worker là nhân viên gì? Văn phòng. Nghĩa là có một số những cái nghề mà nó phổ thông mình có thể ghi. Yes, and you tell me when you have done. Astronaut, I think that you know this word, right? Yeah, this is a very common word. And you, this is a word for elementary students. Lawyer. When I would have tried, I want to be an author. Astronaut. How about now? You don't want to be an astronaut anymore? Yeah, I want to be a YouTuber. Yeah, why? Computer program. Why don't you want to be an astronaut anymore? I think it's just a little. You think that it's just a dream when you were little? When you were young? Oh, yes. And I think that to become an astronaut, you have to exercise a lot. You have to have great health. You have to be very strong. Yeah. And it's very dangerous. But I have broke my arm now. You have a problem with your arm? Yeah. Broke your arm. Ah, yes, you broke your arm. I know, several months ago, right? Yeah, but it's, you broke your arms, but now you have recovered. Now you have recovered, okay? Oh, yeah, and I want to ask... Still? But my arm is not good when... how to say? When you have to... When you ride a bike, or what do you mean? Cái tay nó vẫn không tốt như trước. Really? Ah, yeah, so it's, they are not as good as before. Wow. So, when the weather is bad, do you feel pain in your arm? I don't feel pain. Okay. But don't worry. Yes. You can be a computer programmer. It's a very trendy career. Yes, don't worry. Yeah, good. Yes, and this is my dream job. Now it still be my dream job. I want to be an artist. Yeah. Actually, I don't want to be a teacher. Not really want to be a teacher. Because, you know, I think the teacher sometimes is kind of boring. Like you just sit in a place and you just, you know, do one thing again and again. Like I have one lesson here and like, today I teach you this lesson and tomorrow I still teach this lesson to another student, like, and on and on and on. It happens again and again. Yeah, sometimes it's quite boring, but you know, like, I think that I really enjoy teaching you because you are very smart. You are my smartest student. Yeah. Thank you. Yes, but sometimes you still have to make a lot of effort, especially on your reading. Like the homework, yeah, was not very good. So yeah, even though you are very smart, but you still have to put more effort on studying. Yes, and you can gain a lot of success in the future. You will be very successful. I believe that. Okay. Thế thì ở đây người ta sẽ có một số những cái câu hỏi để cho bạn có thể đọc qua nhé. Đấy, thì bạn có thể đọc qua một số các cái câu hỏi như này và hôm sau mình mới bắt đầu thì mình mới luyện nói. Hôm nay thì bạn chỉ ghi cái phần từ mới thôi.
Thế ở đây có một cái từ commute. Commute ở đây nghĩ là gì? Nghĩa là bạn phải đi đi làm xa ấy, bạn có cần phải đi làm xa bằng tàu hỏa hay xe buýt không? Được chưa? Nghĩa là bạn phải đi từ, ví dụ như là bạn đi từ thành phố này sang thành phố khác hay bạn đi từ quê vào thành phố, thì ở đây ta dùng từ commute. Câu này nghĩa là gì? Bạn có cần commute để đi làm không, hay bạn gì đây nhỉ? Sống trong cùng một thành phố, ý là nếu như sống cùng một thành phố rồi thì bạn không cần commute, nhưng mà ví dụ bạn ở Bắc Ninh hay bạn ở Hải Dương chẳng hạn, được chưa? Mà bạn lại làm ở Hà Nội thì hàng ngày bạn sẽ phải gọi là gì? Commute, đi từ thành phố này sang thành phố khác chẳng hạn bằng xe buýt hoặc là bằng tàu hỏa. Thì ở đây nhá, nó sẽ nói về chủ đề đi làm nhưng con chưa đi làm. Được chưa? Đấy. Nhưng mà cô muốn là bạn hãy tưởng tượng như là sau này bạn đi làm thì bạn sẽ như thế nào, và bạn cứ nói như là bạn đang đi làm rồi đi. Được chưa? Bạn cứ, đấy là bạn muốn, cô muốn bạn là bạn hãy tưởng tượng đi. Đấy, là như nếu như bạn đi làm thì bạn sẽ như thế nào, bạn phải, bạn muốn đi làm xa hay bạn muốn đi làm gần. Nói về cái ước muốn của con ấy. Đấy, và bạn muốn là năm bao nhiêu tuổi bạn sẽ retire, là bạn sẽ gì đây? Biết từ này. Về hưu, đúng rồi. Ví dụ như bạn có thể nói là bạn muốn năm bao nhiêu tuổi bạn muốn về hưu. Nhiều người ví dụ nhá, độ tuổi bình thường bạn là 60 tuổi bạn về hưu hay 65 tuổi bạn về hưu, đúng không? Nhưng mà ví dụ kể cả bạn nói là tuy là đấy là độ tuổi bình thường nhưng bạn muốn 30 tuổi bạn về hưu rồi. Nói về ước muốn của mình thôi, và bạn phải giải thích tại sao. Nghĩa là kể cả câu hỏi, câu trả lời của bạn nó rất là ngớ ngẩn, rất là điên rồ, nhưng mà miễn là bạn giải thích được bằng một cách nào đó mà khiến cho người ta cảm thấy thú vị ấy, thì vẫn ok. Ví dụ bạn bảo là tôi muốn sau này, ví dụ 30 tuổi tôi đã retire rồi. Thế bạn là làm cách nào để 30 tuổi retire? Thì có, bạn có thể nói là đọc báo có những cô gái tiết kiệm tiền, người ta nhịn ăn nhịn mặc không mua một cái gì trong vòng rất nhiều năm, và người ta đã gì, mua được nhà, và người ta gì, retire ở độ tuổi 30. Ví dụ bạn có thể đưa ra những cái đấy, và bạn bảo là tôi cũng muốn làm như vậy. Và người ta có thể hỏi bạn là thế ngay từ bây giờ bạn có tiết kiệm không? Bạn có mua quần áo, bạn có ăn cơm nhiều không? Thì bạn bảo có. Thì chẳng hạn thì người ta bảo thế làm cách nào bạn retire được? Thì bạn nói là ví dụ đó chỉ là ước muốn của tôi thôi, còn tôi vẫn chưa sẵn sàng làm điều đó, nhưng đó là ước muốn. Ví dụ nghĩa là bạn nói những cái gì nó thú vị là được, con hiểu chưa? Kể cả nó không cần thiết phải là giống như mọi người, nó kể cả là ý tưởng của riêng bạn nhưng nó thú vị, điều đấy là điều quan trọng nhất. Và bạn có thể diễn đạt được cái điều bạn muốn nói bằng tiếng Anh, bằng những cái gì đơn giản thôi, không cần phải nói quá là gì nhỉ, quá là phức tạp. Bạn hãy dùng những cái thứ tiếng Anh gì đơn giản để bạn gì đây, bạn truyền đạt những cái ý tưởng mà nó gì, sáng tạo những ý tưởng hay, những ý tưởng xấu sắc. Đấy là cái việc mà cô muốn hướng dẫn bạn làm cái đó. Luôn luôn dùng những cái gì đơn giản nhất thôi, không cần thiết phải dùng những cái gì cái khó. Như bản thân con thấy là cô là giáo viên của con, nhưng mà thực ra là cô nói tiếng Anh cũng toàn dùng từ nhá. Đơn giản. Bạn thấy dễ hiểu không? Không. Yes. Thế cái công việc nhá, nếu như bạn nói mà người ta không hiểu gì thì cái việc nói đấy nó có vô nghĩa không? Yes, rất là vô nghĩa. Miễn là bạn nói người ta hiểu và bạn nói chính xác cái đấy, bạn hiểu không? Nghĩa là bạn nói đúng cấu trúc ngữ pháp này, bạn dùng đúng từ vựng này, đấy cái điều đó quan trọng hơn là nếu như mà bạn dùng toán từ đao to bố lớn to đùng rất là ghê gớm, như bạn dùng sai hay bạn nói mà người ta chả hiểu gì thì không nên, được chưa? Ok. Yeah. Thank you so much. And now our lesson will be ended here. Yeah. And I hope that you have enjoyed the topic comics, and I want to say sorry to you too because I show you a lot of bad things about the tricks. Yeah, but you know, sometimes yeah, they are maybe bad, but they are something that all of us, we do that. Yeah, we do that. So yeah, we can be realistic about that. So thank you and have a good night. See you next time. Bye bye. Bye bye. Have a good night too. Yeah, thank you.